Lại nữa, này thiện hiện, nếu các đại Bồ Tát suy nghĩ nên tu bồ thí cho đến bát nhã ba la mật đa thì đây là hí luận, nên trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nên trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên trụ thánh đế khổ tập diệt đạo thì đây là hí luận. Nếu họ nghĩ nên tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nên tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên tu pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, nên tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, thì đây là hí luận. Nếu họ nghĩ nên vượt qua quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, thẳng đến chánh tánh ly sanh của bồ tát, chánh hạnh viên mãn, 10 bậc bồ tát, giáo hóa hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thì đây là hí luận. Nếu họ nghĩ nên phát sanh tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa để đưa đến 5 loại mắt, 6 phép thần thông, 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đưa đến Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, viên mãn 32 tướng của Đại Sĩ, 80 vẻ đẹp, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, đưa đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì đây là hí luận. Nếu họ nghĩ nên hành tất cả hạnh của Đại Bồ Tát, nên tu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, thì đây là hí luận. Nếu họ nghĩ ta phải đoạn trừ vĩnh viễn tập khí và sự tương tục của phiền não, ta phải chứng đắc trí nhất thiết trí, thì đây là hí luận. Thiện hiện nên biết các Đại Bồ Tát dùng các pháp như vậy phân biệt, nên gọi là hí luận. Lại nữa, này thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại bồ tát nên quán sát uẩn cho đến thức uẩn, thường hoặc vô thường, khổ hoặc vui, ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng, xa lìa hoặc chẳng xa lìa, đây là sở biến tri hoặc chẳng phải sở biến tri, đều không thể hí luận nên không hí luận. Nói rộng cho đến nên quán trí nhất thiết trí, thường hoặc vô thường, khổ hoặc vui, ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng, xa lìa hoặc chẳng xa lìa, đây là sở biến tri hoặc chẳng sở biến tri, đều không thể hí luận nên không hí luận. Lại nữa, này thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này, các đại bồ tát nên quán thánh đế khổ, hoặc biết rõ hoặc chẳng biết rõ, quán thánh đế tập nên đoạn trừ hoặc chẳng đoạn trừ, quán thánh đế diệt nên chứng đắc hoặc chẳng chứng đắc, quán thánh đế đạo nên tu tập hoặc chẳng tu tập, đều không thể hí luận nên không hí luận. Nói rộng cho đến quán trí nhất thiết trí nên chứng đắc hoặc chẳng nên chứng đắc, đều không thể hí luận nên không hí luận. Thiện hiện nên biết khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này, các đại bồ tát nên quán các pháp và tất cả hữu tình như vậy đều không hí luận nên không hí luận. Vì sao? Vì tất cả pháp và hữu tình đều hữu tánh nên chẳng thể hí luận vô tánh, vô tánh chẳng thể hí luận hữu tánh, hữu tánh chẳng thể hí luận hữu tánh, vô tánh chẳng thể hí luận vô tánh. Lìa tánh hữu vô thì năng hí luận, hay sở hí luận, hay thời hí luận đều bất khả đắc. Vì vậy, này thiện hiện, sắc quần không hí luận, thọ tưởng hành thức quần không hí luận, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí cũng không hí luận. Như vậy, này thiện hiện, các đại bồ tát nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không hí luận này. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này, tại sao các đại bồ tát quán sắc uẩn cho đến thức uẩn, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí đều không thể hí luận nên không hí luận? Phật dạy: Này thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này, các đại bồ tát nên quán sắc uẩn cho đến thức uẩn đều không có tự tánh, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí cũng không có tự tánh. Các pháp nào không có tự tánh thì không thể hí luận được. Vì vậy, này thiện hiện, từ sắc uẩn cho đến thức uẩn đều không thể hí luận. Vì vậy, các đại bồ tát không hí luận, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí cũng không thể hí luận. Do vậy, các đại bồ tát chẳng thể hí luận. Thiện hiện nên biết, nếu các đại bồ tát được như vậy mà đối với tất cả pháp hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa không hí luận, thì liền nhập vào chánh tánh ly sanh của bồ tát, mau viên mãn các địa vị của bồ tát, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình đến tận đời vị lai. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều không có tự tánh cũng không hí luận mà có thể được, thì các đại bồ tát dùng những đạo nào để được nhập vào chánh tánh ly sanh của bồ tát, bằng đạo thanh văn, đạo độc giác hay đạo chư Phật? Phật dạy:
Này thiện hiện, các đại Bồ Tát chẳng dùng đạo thanh văn, độc giác, Phật đạo để nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nhưng phải học hết các đạo, sau đó mới dùng đạo Bồ Tát để nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Thiện hiện nên biết như Bồ Tát ở địa vị thứ 8 trước hết.